Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Nhã Phương từng rất nhiều lần chia sẻ về cuộc sống khốn khó thời thơ ấu. Vì từng trải qua cuộc sống thiếu thốn nên hiện tại dù kinh tế dư giả, nữ diễn viên vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm, không được hoang phí. Dẫu vậy, với đấng sinh thành, Nhã Phương vẫn hết lòng báo hiếu, chu cấp cho bố mẹ cuộc sống thoải mái nhất có thể. Khác với vợ, ông Trần Đào, bố Nhã Phương lại rất ít khi xuất hiện trước đám đông. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Sau khi Nhã Phương nổi tiếng, khá nhiều lần gia đình cô cũng xuất hiện trên mặt báo. Tuy nhiên điều đặc biệt là bố của nữ diễn viên là ít khi lộ diện nhiều như vợ. Theo tìm hiểu, bố của Nhã Phương là ông Trần Đào, hiệu trưởng một trường tiểu học ở Đắk Lắk. Hiện tại dù con gái đã thành đạt, có cuộc sống dư giả nhưng ông cùng vợ vẫn sống ở Đắk Lắk. Cuộc sống của bố mẹ Nhã Phương sau khi nghỉ hưu khá nhàn rỗi, vì thế ông bà vẫn thường xuyên lên Sài Gòn thăm cháu. Trước Nhã Phương, ông Trần Đào và vợ đã sinh được hai cô con gái. Ông từng kỳ vọng rất nhiều đứa thứ ba sẽ là con trai. Vì thế khi biết tin Nhã Phương là con gái, ông buồn đến mức không muốn nhìn mặt con. Dẫu vậy, sau này bà xã Trường Giang lại là người mà ông yêu thương cưng chiều nhất trong số năm đứa. Trước đây, khi Trường Giang liên tục vướng phải lùm xùm tình ái, ông Trần Đào từng gọi điện cho Nhã Phương bắt con gái về nhà nói chuyện. Là người làm cha, hơn ai hết ông rất lo lắng cho cuộc sống tình cảm của nữ diễn viên. Ngày Nhã Phương và Trường Giang đính hôn, ông Đào cùng vợ xúc động không kìm được nước mắt. Bức ảnh họ nắm tay con gái trao cho nam danh hài, ôm chầm cả hai bật khóc khiến cho cộng đồng mạng nghẹn ngào. Bố của Nhã Phương đã lớn tuổi nhưng vẫn thường xuyên lên mạng để đọc tin tức về các con. Dù không công khai nhưng hệ con gái có dự án mới, ông liền chia sẻ đăng bài cổ vũ. Với Nhã Phương, bố là người gần gũi nhất trong nhà. Bà xã Trường Giang thường xuyên tâm sự trò chuyện với bố. Cô cho biết càng lớn, đặc biệt là sau khi lập gia đình, lại càng thấy gần gũi thương bố nhiều hơn. Theo gia đình, mẹ là người Nhã Phương nhớ đến đầu tiên mỗi khi chông chênh, cần lời động viên. Nhưng bố lại là người được cô gọi trước tiên khi khoe thành tích trong công việc. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!